Anh đội vào. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Chống Vật Lân Hưng Đại. Hôm nay giới thiệu các bạn sản phẩm đầu lân Mekong. Hai anh khách từ Bến Tre về tận cơ sở sản xuất. Đó. Anh đội vào giúp em. Hàng Mekong full đề can. Anh cứ mặc luôn vào cho em, giúp em vào. Đấy, anh cầm thẳng đây. Đấy. Rồi, kệ anh đi, kệ anh đi. Đấy. Các bạn nhìn nhá, đầu full đề can, hàng vải gấm cao cấp. Giá rất ok luôn. Đấy. Anh lắc vài nhịp cho em xem này. Rất cao cấp, hàng bên Hưng Đại thì luôn mang tới sản phẩm cho các bạn. Lông rất dày nhá, hàng rất đẹp. Ba đèn led đó. Đuôi vải gấm. Chớp mắt, anh chớp liên tục cho em thôi nè. Đấy. Giật mạnh cho em đi. Đấy. Ok.